Xin chào các bác nhá. Lại là em Nam đây. Thì hôm nọ có một bác khách hàng ở đặt hàng bên nhà em ấy. Bác ấy đặt một bộ sập thờ. Sau đấy là bác có chia sẻ và cũng tâm sự với em là trước đó là bác ấy có đặt một bộ đại tự các bác ạ, một bộ đại tự và một đôi câu đối. Thì bác ấy sử dụng một thời gian thì bác ấy thấy là bác ấy bị ở cái phần đại tự ấy nó bị nứt các bác ạ. Nó bị nứt. Và bác ấy bảo là tiện là nhà em đi lắp cái bộ sập thờ thì sửa cho bác ấy cái bộ đại tự. Đấy, thì khi mà bên em đi lắp cái bộ sập thờ ấy thì xem cái bộ đại tự của bác ấy thì em mới phát hiện ra một điều. Thì cái bộ này thì bác ấy, trước đấy bác ấy mua ở đâu ấy thì em cũng không rõ, nhưng mà kiểu nó để một thời gian nó bị xé gỗ ấy. Nên là bác ấy có tiện là bên em lắp hàng này, bác ấy bảo bên em là đi khắc phục cho bác ấy luôn. Thì trong video này tiện đây thì em cũng sẽ chia sẻ cho các bác để các bác biết được, các bác cũng như là khi mà bác nào mà mua đại tự hoặc câu đối ấy thì các bác để ý cho em về cái điều này các bác nhé. Trước tiên nói về đại tự câu đối ấy thì sẽ có hai loại chính, một loại là đại tự phẳng và một loại là đại tự lồng cuốn thư các bác nhá. Đại tự câu đối phẳng thì mẫu sẽ giống như thế này. Đây các bác ạ. Đấy. Còn một bộ đại tự lồng cuốn thư thì nó sẽ như thế này. Đây các bác này. Đấy, cái hàng này là hàng lồng này. Đây em để nó hơi ngược. Đấy, đây là mẫu đại tự lồng các bác ạ. Mẫu đại tự lồng tức là vừa kết hợp cuốn thư bên trong và vừa kết hợp với lại đại tự bên ngoài. Đấy, đây gọi là mẫu đại tự lồng cuốn thư các bác nhá. Đấy. Còn như mẫu này thì là mẫu đại tự câu đối phẳng. Thì đối với đại tự thì được sử dụng ở trong nội thất phòng thờ này hoặc là từ đường nhà thờ các bác nhá. Và tiện đây thì em sẽ chia sẻ luôn cho các bác cùng biết luôn. Thì cái vết nứt của cái bác khách mà đặt sập thờ bên cơ sở em ấy thì bác bảo là cái đại tự bác ấy mua của một cơ sở khác thì nó bị nứt ở bên cạnh như này các bác ạ. Nứt ở cạnh đây, nứt dọc đây. Thì quá trình khi mà cơ sở em đi lắp sập thờ thì em có kiểm tra giúp bác ấy thì là do là cái mặt sau này, cái mặt sau của cái đại tự này là người ta không gá các bác ạ. Người ta không gá cái mặt sau cho bác ấy. Gá nó như nào? Tức là này, như nhà em vừa gá nhá. Tức là sử dụng một cái thanh gỗ này. Đây là cái tấm đại tự này dày 4 phân. Cái tấm tấm bên trong là dày 4 phân này. Thì gá tức là gá sử dụng một cái tấm gỗ này, mình gắn cốn vào đây. Mình gá đầu để cho tránh sau này nó bị nứt ở cái tấm ván đại tự các bác nhá. Và đặc biệt là cái tấm ván đại tự này các bác nên lựa chọn là ván ít nhất cho em làm dày là từ 2 đến 3 phân hoặc là 4 phân trở lên các bác nhá. Ở đây là ván là như nhà em đây làm cho khách là thường thường là 4 phân thì nó yên tâm hơn. Và có gá đầu của đại tự. Đây, em chia sẻ luôn. Đây này các bác này, các bác để ý cho em nhá. Đây này. Nhà em phải gá như thế này. Đấy, để tránh sau này nó bị nứt ở cho nó dọc cái tấm ván các bác nhá. Đấy là một trong những cái lưu ý để giúp các bác tránh sau này bị xé cái tấm ván. Ván này bên em đã làm cho khách là 4 phân rồi, nhưng bên em phải gá đầu. Các bác nhá. Gá đầu như thế này thì sử dụng nó yên tâm hơn và cũng như là hạn chế cái việc mà nó nứt xé cái tấm ván vào bên sâu bên trong các bác nhá. Đấy, đây là gỗ hương đá. Đấy. Tất cả cái tấm đại tự này là bên em làm cho khách là bên em đều gá đầu, kể cả cái tấm đại tự này nữa, mặt sau bên em toàn bộ là bên em cũng đều gá hết. Đây này các bác nhìn thấy chưa? Đấy, bên em gá đầu nhá, sử dụng cốn hai thành phần. Và thêm một cái điều nữa mà em Nam muốn chia sẻ với các bác là đối với câu đối. Câu đối cũng vậy. Các bác nhìn chưa? Cái đường rãnh này bên em phải khoan. Đây, nếu mà để như thế này, bên em phải khoan ra một cái đường rãnh đây. Đây cũng là gá đầu câu đối để tránh nó nứt vào bên trong. Thì rãnh đây xong rồi bên em sẽ đút một cái tấm gỗ vào đây và sử dụng cuốn AB. Đấy. Tức là đục nó ra, sử dụng cuốn AB gá. Một thanh hai đầu luôn, đầu trên đầu dưới cũng vậy. Đây.
các bác nào xem được video này thì là rất là quan trọng để giúp cho các bác đi mua đại tự câu đối các bác nha. Đấy thì đối với cái mẫu câu đối này thì các bác sử dụng câu đối diềm tức là trên rơi dưới lắng hoa, hoặc là câu đối phẳng tùy vào nhu cầu các bác, hoặc là câu đối lồng mo các bác nha. Thì video vừa rồi em Nam cũng chia sẻ cho các bác một số cái lưu ý để cho các bác biết khi các bác lựa chọn cái câu đối hoặc là đại tự các bác nhé. Thì cái lựa chọn cái câu đối đại tự rất quan trọng trong việc thờ cúng. Thì khi các bác đặt đại tự câu đối ấy, thì các bác có bảo cơ sở người ta gá đầu cho các bác, gá đầu đại tự câu đối là yên tâm. Còn như mà cuốn thư ấy thì các bác gá mặt sau. Thì ở đây em nói là không phải là hoàn toàn 100% là nó sẽ không nứt xé, thì cái đấy là không đúng. Nhưng mà em nói là nó một phần nào đó nó góp giúp cho cái đại tự hoặc cái câu đối của các bác sử dụng yên tâm hơn. Đấy. Nhưng quan trọng nhất thì các bác cũng phải lựa chọn cái chất liệu gỗ, tức là cái nhất là nó đảm bảo, cái thứ hai là gỗ nó tương đối khô đi một chút thì sử dụng về lâu về dài nó sẽ yên tâm các bác nhé. Video vừa rồi em Nam cũng đã chia sẻ cho các bác một số cái lưu ý khi các bác lựa chọn đại tự câu đối. Thì cũng cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video của em Nam. Thì các bác thấy video hay, bổ ích thì có thể cho em Nam xin một nút like, một nút đăng ký kênh để em Nam liên tục cập nhật các video mới nhất. Hoặc các bác có thể tham khảo một số cái mẫu mã đẹp về câu đối đại tự cũng như là tất cả các sản phẩm liên quan tới đồ gỗ đồ thờ trong Zalo của em Nam được ghim trên màn hình. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video của em Nam và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ. Xin chào.